khói bốc lên nghi ngút từ một nhà máy sản xuất vũ khí ở trung tâm Kiev bị trúng đạn pháo Nga nặng nề hôm 15 tháng 3. Trước đó một ngày, Nga tuyên bố nhắm vào các nhà máy vũ khí của Ukraine để trả đũa điều mà Moscow gọi là cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Donetsk do phe ly khai kiểm soát và hối thúc công nhân và cư dân địa phương di tản. Ukraine phủ nhận đã mở cuộc tấn công mà Nga cáo giác. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân và nói họ đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quốc xã hóa nước láng giềng, một tuyên bố mà Ukraine và đồng minh phương Tây bác bỏ và xem là một sự viện cớ để xâm lược bất hợp pháp. Không kích với đạn pháo Nga hôm 15 tháng 3 trúng thủ đô Kiev, giết chết ít nhất 4 người. Theo nhà chức trách loan báo, trong lúc quân Nga siết chặt vòng vây thủ đô Ukraine và đô trưởng ban hành lệnh giới nghiêm 35 giờ, bắt đầu từ 8 giờ tối. Hai vụ nổ lớn vang dội tại thủ đô Ukraine trước rạng sáng ngày 15 tháng 3. Cuối ngày 14 tháng 3, các vệt sáng của đạn pháo bay vụt qua màn đêm, trong lúc các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu một máy bay không người lái của Nga. Các nhân chứng cho Reuters hay một cao ốc bốc cháy sau khi trúng pháo của Nga. Lính cứu hỏa giúp di tản cư dân bị kẹt bên trong bằng các cầu thang lưu động. Một xác chết nằm trên nền đất. Nhà máy chế tạo vũ khí Artem tại trung tâm Kiev cũng bị trúng bom. Một video cho thấy khói bốc lên từ mái nhà. Bên ngoài những quầy hàng gần đó, các chủ tiệm và những người trợ giúp quét dọn kính vỡ và những đống đổ nát sau các vụ nổ. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2, thủ đô Kiev tránh được đạn pháo nặng nề, nhưng quân đội Nga đang tiến dần vào thủ đô và các cuộc oanh kích đã gia tăng cường độ. Trong khi đó, cùng ngày 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video chiếu cảnh xe quân sự bị phá hủy và bỏ lại tại vùng Kherson của Ukraine. Không thể kiểm chứng độc lập đoạn video do họ công bố. Nga ngày 15 tháng 3 nói, lực lượng vũ trang của họ đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Kherson, phía nam Ukraine, nhưng không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenko. Thành phố Kherson với khoảng 250.000 dân là trung tâm thành thị đầu tiên rơi vào tay quân Nga kể từ cuộc xâm lược hôm 24 tháng 2. Các giới chức quốc phòng Mỹ nói, Nga có thể sử dụng Kherson như một phần của chiến lược tiến đến Mykolaiv và sau đó đến Odessa, những thành phố chiến lược khác của miền nam Ukraine. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh ở Ukraine. Nhiều triệu người đã di tản. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 3 tăng cường chỉ trích NATO, chất vấn về cam kết của NATO đối với điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về phòng vệ chung. Ông Zelensky nói, điều 5 của Hiệp ước NATO hiện yếu hơn bao giờ hết. NATO không gửi quân bảo vệ Ukraine vì nước này không phải là thành viên của Liên minh quân sự phương Tây. Các lãnh đạo NATO trước đây từng bác bỏ những đề nghị như vậy. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến đi thăm Litva vào tuần trước nói là Mỹ có một cam kết rất quan trọng đối với điều 5, đảm bảo phòng thủ chung giữa các nước thành viên. Trong bài phát biểu gửi đến Quốc hội Canada hôm 15 tháng 3, ông Zelensky kêu gọi Canada và các nước phương Tây nên tăng cường chế tài Nga và nỗ lực giúp Ukraine nhiều hơn, kể cả ban hành một vùng cấm bay trên Ukraine. Sau các bài phát biểu qua video gửi đến Nghị viện châu Âu, Quốc hội Anh và Canada, Tổng thống Ukraine sẽ có bài phát biểu tương tự trước Quốc hội Mỹ vào ngày 16 tháng 3 trong chiến dịch quốc tế vận, kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine và trừng phạt Nga. NATO lo ngại rằng Nga có thể dùng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công báo động giả trong khuôn khổ cuộc xâm lược Ukraine, theo lời Tổng thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố ngày 15 tháng 3. Ông Stoltenberg nói, các tuyên bố trước đây của Nga rằng Ukraine vận hành các phòng thí nghiệm sinh học là những lời dối trá. Hôm 8 tháng 2, Nga nhắc lại cáo buộc rằng Mỹ cộng tác với các phòng thí nghiệm Ukraine để chế tạo vũ khí sinh học. Như nhiều nước khác, Ukraine có những phòng thí nghiệm y tế công cộng để nghiên cứu giảm thiểu mối đe dọa của những dịch bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng lên động vật và con người. Các phòng thí nghiệm của Ukraine được Mỹ, Liên hiệp châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ. Đề cập đến tuyên bố của các giới chức Mỹ rằng Nga đang tìm kiếm sự trợ giúp của Trung Quốc, ông Stoltenberg kêu gọi Bắc Kinh chờ tiếp tay cho Moscow. Trung Quốc có nghĩa vụ là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hỗ trợ và giữ vững luật pháp quốc tế. Ông cũng cho hay một cuộc điều tra đang tiến hành về tin
một máy bay do thám không người lái thời Xô Viết rơi gần thủ đô Zagreb của Croatia sau khi bay ngang qua Hungary từ Ukraine. Những chỉ dấu sơ khởi và tin tức chúng tôi có thì đây là một máy bay không người lái, bay chệch hướng và hết nhiên liệu. Máy bay không người lái đang bay ở cao độ 1.300m thì rớt sau khi vào không phận Croatia được 7 phút, không gây nên thương vong. Hungary và Croatia đều là thành viên NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Croatia cho biết chưa rõ máy bay không người lái này thuộc Nga hay của Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Mỹ ngày 15 tháng 3 kêu gọi đồng minh tăng cường hỗ trợ vũ khí và phòng không cho quân đội Ukraine trong lúc không kích và pháo kích của Nga trúng thủ đô Kiev. Đại sứ Ukraine Oksana Makarova nói, những gì chúng tôi cần là cung cấp bất cứ loại vũ khí nào mà chúng tôi có thể nhận được, đặc biệt chú trọng tới phòng không và mọi thứ vũ khí khác để ngăn chặn Nga chiếm lĩnh không phận. Hai vụ nổ lớn vang dội tại thủ đô Ukraine trước rạng đông ngày 15 tháng 3. Cuối ngày 14 tháng 3, các vệt sáng của đạn pháo bay vụt ngang bầu trời, trong lúc các lực lượng Ukraine dường như nhắm vào một máy bay không người lái của Nga.